vực bạn đó. Tôi như đồ vơ ở trước mắt người, và giờ chìm sâu hơn ở tận này. Tôi phải nắm lấy một chút hy vọng, kể cả phải cố nắm lấy với hai bàn tay. Ở nơi tôi lại đèn đen chợt sáng trên bầu trời, nhìn sâu trong đôi mắt ông tôi hơn ông tôi biết. Hãy cứ cười khi ông còn vẫn có thể cười. Giờ lượt ông đây, 3, 2, 1. Sao ông thích thế? Mấy đứa mất tất cả nhưng tôi cả trăm à. Người đứa trên người tôi thì là tôi muốn nghiệm qua lại ngập lại. Tôi khá là buồn nhưng chẳng biết phải làm sao tôi đã trở lại. Lên nằm và tôi trở lại. Máy bay bị không thích tôi. Ơ tại sao ông lại thích vậy? Ở nỗi tôi sáng như ngàn sao trên bầu trời. Cười tươi trên khuôn mặt tôi hôn nông tôi biết. Hãy cứ cười khi ông còn vẫn có thể cười. Giờ lượt ông đây, 3, 2, 1. Sao ông thích thế? Ông sẽ thích thế, 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 thế. Sao ông thích thế? Bada bing, bada boom, boom, boom. Sao ông thích thế? Thế, 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 thế. Nào! Nhìn vào ông, giờ nhìn vào tôi. Nhìn vào ông, giờ nhìn vào tôi. Nhìn vào ông, giờ nhìn vào tôi. Sao ông thích vậy? Gì ạ? Nhìn vào ông, giờ nhìn vào tôi. Nhìn vào ông, giờ nhìn vào tôi. Tại sao ông thích vậy? Cánh này cánh rộng cánh rồi tôi ngã gục nơi đây. Những ngày tối mù tối mịt tôi bị kẹt xuống đây. Lẽ ra đã nên kết chuyện khi ông còn cơ may. Đi lên trên trời mây là chim hay là một thầy?